Lời đầu tiên, thay mặt đội dự thi cho quyền trường trung học phổ thông Quỳ Thanh xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, các đơn vị bạn cùng toàn thể khán giả lời chào trân trọng nhất. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, các đơn vị bạn cùng toàn thể khán giả, đến với hội thi tiếng Anh giáo viên ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang năm 2024 hôm nay, đơn vị trường trung học phổ thông Quỳ Thanh tham gia chương trình thi diễn với chủ đề trung học phổ thông Quỳ Thanh vững bước đi lên. Tôi yêu nghề nhớ của tôi bên bao lớp trẻ vun bồi yêu thương, bên nghề nhớ của chúng tôi dưới mái trường trung học phổ thông Quỳ Thanh. Ngôi trường đã trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển. Chúng tôi như những mầm xanh đưa mình từ đồng bằng cho đàn em bao bước hơn cái. Và đó cũng là những ca từ trong ca khúc đầu tiên của chương trình, bài hát được mang tên trung học phổ thông Quỳ Thanh ngôi trường dấu yêu, sáng tác và trình bày Mai Văn. Tiết mục thứ hai, tam ca đường lên phía trước, tác giả Phùng Minh Tiến, trình bày Chế Linh, Hoàng Tú, Chí Tâm. Tiết mục thứ ba, hành khúc người đưa đò, sáng tác Cao Kỳ Nam, do toàn đội biểu diễn. Và bây giờ phần thi diễn của đơn vị trường trung học phổ thông Quỳ Thanh xin phép được. Thank you.